chờ phóng sanh này. Sao cái thùy nó cũng biết em luôn vậy ta? Hình như người dân nơi này biết em hết luôn rồi đó. Bởi vì người ta đăng em lên cái group á. Mấy anh công an nói quá đúng. Em đi làm bảo tồn này em bị phát hiện rồi. Người ta tìm đến hỗ trợ mình giúp mình thì ít, mà quấy rối mình thì nhiều. Tháng ngày sắp tới sẽ căng hơn nữa đây. Chưa có hưởng được đồng xu nào từ YouTube. Em làm im im xong việc rồi em đi. Thấy mọi người ý thức rồi thì em sẽ đi nơi khác. Khoan, rác từ từ lụm nha. Rác nhiều lắm. Đây là chỗ nhà của thần rừng. Ổng á, nhà ổng á. Rồi em cảm ơn anh. Trời ơi bữa nay nhiều vậy. Woo. Đã vậy. Rồi em xin phóng sanh hồi hướng công đức cho những ai đang ủng hộ cái chương trình cứu rừng ngập mặn của em nha. Rồi. Thả cá bóng. Dạ dạ, cảm ơn anh. Cá hôm nay khỏe, đẹp. Có một con bị chết đây. Chi Chi, cho con cá chết đó đó, ăn đi. Dạ, khoan. Chi Chi. Mấy con cá chết em quăng vô để hồi nó lụm. Đây có một con tôm to nha. Rồi em cảm ơn anh. Còn mấy con tôm nữa hả Su? Dương nó không? Còn xăm con hả? Rồi cho em con này nha. Rồi em cảm ơn nha. Cho nó ăn. Nó được dạy ăn mấy con chết mà mấy con sống nó không ăn. Người lạ nhưng mà người này là cung cấp thực phẩm cho tụi mình nha. Ai mà tôi nói lạ thì con không được lại gần nha. Dạ xong. Bây giờ Chi Chi, fish nè. Cá chết mà còn tươi luôn đó, ăn đi. Giờ đi lượm rác cái. Mỗi ngày em đều duy trì công việc này nha. Em muốn báo cơ quan chức năng á, là những ai đang tự ý mà công khai thông tin của em ở trên cái khu vực em đang làm hoạt động môi trường nè sẽ bị xử lý phạt nha.
Bởi vì á, công khai á, mà giúp được á, thì nên làm. Còn công khai mà để kiếm chuyện, mà để gây hại á, thì sau này xử lý giùm em. Ví dụ như rái cá của em là bị săn trộm ha, bị giết hại nha, thì xử lý giùm em. Em cũng đã lưu thông tin cái bài mà đăng về em đang ở đây rồi. Em chỉ muốn làm những cái hành động để cho mọi người ý thức đừng hại thiên nhiên và động vật nữa. Còn cái nơi em sống thì em muốn giữ cho nó sạch sẽ. Em muốn giữ cái chỗ em ở nó phải sạch sẽ. Khu rừng của em đi bơi mỗi ngày với rái cá. Làm cái điều này là vì tương lai của con em quý vị, chứ không phải vì bản thân của em. Những video em làm, em dựng clip, em quay rất là kỹ cho mọi người coi ở trên kênh YouTube Tayon. Mất 1-2 ngày. Và em hy vọng kiếm được tiền từ đó để trang trải cuộc sống và mua thức ăn cho rái cá các kiểu. Ví dụ bây giờ em đang thiếu thức ăn cho rái cá, thì em lấy những con cá chết em cho nó ăn. Rác nhiều lắm. Hôm nay đây là thần rừng ngày ấy hay ngủ ở những cái cây này nè. Thần thức của ngày ấy hay ở cái cây đó. Có mấy cây là nhiều cây lắm. Ông ta có rất là nhiều nhà. Ông ta đang nhờ em hãy giúp khu rừng này, giúp con cháu của ông ta. Không thì đại hồng thủy sẽ nhấn chìm tất cả. Rừng ngập mặn, mất đi á, thì nước càng ngày càng dâng lên. Những người dân mà sống ở ven khu rừng này sống không nổi, sẽ chết đấy. Nên cứ cản trở việc Tây Un làm là sẽ bị quả báo rất là khủng khiếp. Hôm nay nhiêu đây thôi. Nó ăn ngon lành không? Rồi, nó bắt cá chết đó. Tiên cá của em chất không được nhiều, chỉ được như đây thôi. Còn lại rác thải cũng nhiều lắm. Hy vọng người ta đừng vứt thôi. Giờ em về nhé. Chi Chi, lụm cá no chưa con? Chi Chi fish nè. Còn mấy con đó. Nữa nè, Chi Chi nè. Ăn đi.